Nhung ơi sao em nỡ đành đoạn bỏ đi, khi con thú nó mới vừa lên 2 tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt cuộc đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng lối. Từng ngày mình gian khổ có nhà, nhưng kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì suốt đời mang chỉ nỗi nghiệp con trời nó đang còn trong lứa tuổi ngày thơ. Rồi ai dạy dỗ tình tiên, ai chăm sóc dỗ về khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha tu đang, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thương bé ơi sao ông gây chi thảm trạng, để khổ lòng nhão khi chia cắt gia đình. Đành buông tay cho đến sống an bài. Con ơi trước khi từ biệt, cha cho con được biết cha đây chính là cha ruột của con. Khi cha càng tội giết người lăng nan chung thân, trong lúc ấy con vừa tròn 1 tuổi. Con hãy bước lại gần cha để cho cha được nhìn mặt con mình. Sao ngày lạnh nắng chung thân, nay đã 18 năm tường, tháng năm dài hơi hải đảo xa. Tông tin nhà không một kẻ yên tâm, kể sao hết nỗi nhọc nhằn của một kiếp tù nhân. Còn chi khổ hơn cái cảnh tội tù thân bầm dập bởi những tầng đòn rồi, nơi hải đảo muôn
tung. Là địa ngục trần gian, giấc ngủ không yên từng đêm trong khám lạnh. Nhớ quê hương, nhớ vợ yêu con thờ, dược tùng dương cha về đến quê nhà, là mong gặp lại người thân. Cha kể lại quãng đời gian khổ, thì con mới biết con đây còn có người cha ruột đang mang án tù chung thân nơi hải đảo xa vời. Vòng tay người nhường phụ với cuộc đời nếm mắm chăng em, trong khi đó thì ngoài muôn trùng hải đảo xa xăm chờ phải cảm mang lưu đày, nhìn thân hình của gia tiểu tùy xanh sao còn thêm xót xa tình con ơi. Gia đình của ta trước kia sống trong cảnh thăng hòa êm ấm, nhưng sau đó lại trở thành cảnh dấu bề tan thương. Mẹ của con là một người đàn bà ích kỷ tham lam, đã xô cha ngã gục giữa bức tường lao đi. Chơi một phần làm con thì con đây đâu dám lời phiền trách mẹ, mà con chỉ trách trời cao sao nghiệt ngã vô cùng. Một dĩ vàng đau thương ngày mai số ngọn ngành, mười mấy năm nay con sống bên người xa lạ, nhưng con đâu biết cha ruột của mình là một kẻ tù nhân. Trời ơi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, người muốn bình yên sao cuộc đời lại mới ám. Cho đến ngày đoạn thiên phụ tử cũng chính là ngày thời gian đã
cho đến một hôm. Giữa đêm mưa gió trên một chiếc mẹ cha vượt ngục ta về đây, nhưng số phận quá chua cay. Lại thêm một lần phải mang chung thân, đành mang kiếp đều đàn. Ai biết dặm dồn đời ai sáng chân, cha chịu lạnh biết không. Còn những đêm cha nghe tiếng sấm sét rền vang theo tiếng mưa rơi ngoài giặc đá, trong ngực tôi âm u chỉ nghe có tiếng côn trùng tỉ tê trên cành cây kia. Số kiếp lao con hướng nẻo quê hương sao xa thăm mịt mù, có những ngày ra núi sao đậm đà nhìn thấy khói trắng bay đầy trên mặt biển bao la, tiếng còi tàu vọng lại từ xa như tiếng tét của một người tuyệt vọng. Nhớ vợ thương con từ phương trời xa thăm, nước mắt từ đâu ràn rụa xuống vai gầy. Bạch Hải Đường một tướng cướp lại là một người cha vô phương của con. Con ơi, lần đầu tiên cha gặp lại con thì cũng là lần sau cuối chia lìa tình phụ tử, không được sống gần con để chăm lo dạy dỗ, để cho con phải sống nhờ bên dưỡng phụ đến ngày nay. Con ráng lo học hành đừng để thua chị kem em, ráng gìn giữ nết na phẩm mạnh. Còn cha thì trong lao ngục suốt đời lắm ngang, cho đến khi con rủi xương tàn. Sau này tai hỏi đến tên tướng cướp Bạch Hải Đường thì con hãy trả lời rằng cha tôi không phải là kẻ sát nhân khát máu, nhưng số phận cái nghiệp phải chịu